bạn đang quay lại cái kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình đang cầm trên tay một cái cụm van điều tiết của cái xe Isuzu ha. Đấy. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái cấu tạo và cũng như là cái nguyên lý hoạt động của cái cụm van chia hơi bình ha trên cái dòng xe tải Isuzu. Thì các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm nút like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái hệ thống phanh khí nén của dòng xe này. Thì anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 98 98 100. Rồi, và đây là cái cụm van điều tiết của cái xe tải Isuzu. Thì trên hình nó là cái cụm van như thế này. Và bên này là cái cụm van chia hơi bình. Còn bên này là cụm van điều tiết ha. Và đường ống này là đường ống từ bơm hơi đi vào ha. Nó có ký hiệu là 11 ha. Còn cái lỗ này ha, cái lỗ này là nó từ bơm hơi, sau khi mà nó đã qua cái cụm lọc này thì nó sẽ đi ra cái lỗ này ha. Và nó sẽ đi đến cái cụm van chia hơi bình này. Và sau đó là nó sẽ đi tới tất cả các bình hơi, từ van điều tiết đi sẽ đi vào cái lỗ này. Đấy. Và bên mặt bên này thì nó có 5 cái đường ống đây. Thì 5 cái đường ống này nó sẽ ký hiệu là 21, 22 ha. Và ở dưới kia là 26, 25, 27 ha. Nhiệm vụ của cái 5 cái đường ống này thì nó sẽ chia hơi đến 5 cái bình hơi của chúng ta. Nhiệm vụ cụ thể của cái van này đó là nó nhằm để chia hơi bình hơi, chia hơi đến toàn bộ 5 cái bình hơi. Và nó là nhiệm vụ là nó là van một chiều, không cho hơi từ bình hơi dội ngược lên cái lỗ này, đi lên ngược lại cái cụm van điều tiết này ha. Và nó sẽ không cho lên ngược lại bơm hơi để nó đừng bị quá tải trên cái bơm hơi của chúng ta. Thì ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em về cấu tạo và cũng như là cái nguyên lý hoạt động của cái cụm van này. Anh em cần vật tư thì hãy liên hệ với bên mình ha. Mình có bán nguyên cái bộ sửa chữa này để cho tất cả anh em mình về mình thay vào là ok. Để tiến hành tháo ra thì các anh em hãy cần cái lục giác bông này ha, lục giác này T30, và chúng ta sẽ tháo toàn bộ 6 con bù lon này ra, 6 con bù lon lục giác này ra. Và chúng ta lưu ý một điều rằng là cái cụm van này chúng ta tháo ra là hãy cẩn thận, bên trong này nó có những lò xo ha, cho nên các anh em mình hãy chặn xuống và chúng ta hãy tháo ra cẩn thận. Tại vì cái lực lò xo bên trong này nó hơi lớn tí và nó sẽ có thể là bung lên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra cho các anh em mình xem. Các anh em nới đều đó ha, nới đều 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 đó. Rồi mình lấy ra thôi. Vì bên trong này nó có mấy cái lò xo, 6 cái lò xo thì nó sẽ rất là nặng. Đây là tình trạng nguyên thủy của nó nha. Đây, để mình tháo ra cho tất cả các anh em mình xem. Đấy. Đó. Anh em mình thấy chưa? Đây. Anh em mình thấy, để các anh em mình có ráp được ở nhà thì chúng ta ráp ha. Cái mặt mà có phía này thì nó là cái lò xo màu đen. Bên này có lò xo màu trắng ở phía dưới ha. Đấy. Cái chiều nó này. Anh em mình xem cái chiều ha. Tại vì cái lực lò xo nó liên quan tới cái sự ưu tiên hơi ở tất cả các bình hơi, cho nên các anh em mình hãy lưu ý rằng là cái lò xo, vị trí của các lò xo là chúng ta hãy để đúng. Cái lưu ý tiếp theo là tất cả các con lục giác bên trong này ha, ở dưới những cái đuôi này các anh em mình không có được tháo ra ha, cứ để nguyên như vậy. Chúng ta tháo ra là nó sẽ chênh lệch giữa cái áp suất của hơi trong cốc của bình. Đấy. Và bên trong, bên mặt bên này thì nó có hai cái van một chiều. Bây giờ mình sẽ tháo lò xo ra cho tất cả anh em mình xem ha. Và các anh em mình ở nhà làm thì các anh em hãy để theo thứ tự ha. Để theo thứ tự. Đấy. Cứ tháo ra bên nào thì chúng ta để theo thứ tự bên đó. Ok, tiếp theo là tới cái lò xo này. Tất cả anh em mình hãy để ý cái những cái miếng sắt này nha. Miếng sắt này nó làm theo chiều đấy. Okay. Tiếp theo là chúng ta khởi cái mặt canh này lên ha. Và các anh em mình hãy xem nó này. Xung quanh này là nó là có những cái sợi orin như thế này để nó làm kín ha, nó làm kín với môi trường.
và bên dưới này nó có một cái màng da này. Đây, mình khởi lên cho các anh em mình xem ha. Những cái màng da này. Đấy, để xíu nữa mình nói nguyên lý cho tất cả các anh em mình xem ha. Rồi, ok, tiếp theo là chúng ta hãy lấy toàn bộ cái mặt ghép chính giữa này ra. Này, tách ra ha. Đây, nó lên này. Đấy. Và mặt dưới của nó là đây. Đơn giản ha. Còn phía dưới này nó cũng có những cái sợi orin để nó làm kín ha. Đây. Và phía dưới này nó có một cái vân một chiều này. Vân này, đây. Vân này hiện tại nó đang bị hỏng ha. Và có anh em mình khi mà lắp ráp thì có anh em mình hãy lưu ý là cái chiều của này nó chỉ có một chiều ha. Nếu mà chúng ta để ngược lại là nó sẽ bị hư. Chiều này là chiều đúng này. Đấy. Chiều này là chiều đúng ha. Sâu cho hơi nó từ bên ngoài này nó chui vào ha. Đấy, chứ chúng ta để ngược lại như thế này là sai nha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Thì cái bộ siêu phết mình bón thì nó có đầy đủ những cái cọng orin như thế này, ở vị trí như thế này ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói cho tất cả các bạn về biết được cái nguyên lý hoạt động của cái vân này để nó như thế nào. Tại vì nó có ba cái mạc như thế này. Nó cũng hơi phức tạp hơn tí, nhưng mà mình hy vọng rằng là cái mình nói sơ bộ qua thì tất cả các anh em mình khi mà có các anh em mình sửa chữa thì nó sẽ là một cái dễ thôi ha. Nó không có đến nỗi gì được gọi là phức tạp. Đây là đường ống hơi vào ha. Đấy, nó ký hiệu số 1 này. Đây. Rồi thì đường ống hơi vào nó sẽ vào cái lỗ này. Cái lỗ này thì nó đi qua cái lỗ của cái mạc này ha, cái lỗ này. Đấy, cái lỗ mình đang chỉ ngón tay tay cái vào này. Đó, thì cái lỗ này nó sẽ được ngăn cách bởi những cái cọng orin bên ngoài này, cho nên là nó chỉ có đường hơi vào thôi, nó không có sự rò rỉ qua bên ngoài xung quanh ha. Và nó tiếp tục nó đi vào cái vùng này ha. Đây. Nó sẽ đi vào cái vùng bên dưới này. Đấy, từ cái vùng bên dưới này nó sẽ đi vào cái nắp này ha. Đây cái nắp này. Nắp mặt ở dưới này nó sẽ đi vào nguyên cái đường này. Đấy. Nguyên cái đường này thì có nghĩa rằng là bây giờ hơi nó sẽ đi vào trong này rồi. Đấy. Hơi vào trong này thì bắt đầu nó sẽ đi vào cái buồng này ha. Vào cái buồng này rồi thì chứng tỏ là nó sẽ vào cái cụm này ha. Vào cụm này thì hơi nó sẽ đi vào trong này. Đây. Để mình rút cái này ra để cho các bạn mình xem ha. Cái này cái bít tông thôi. Đây. Đây, để mình rút cái này lên cho các anh em mình xem ha. Đây. Đây ha. Hơi nó sẽ vào bên trong cái buồng này và tiếp tục nó sẽ đi ra phân phối. Phân phối cái lỗ này ha. Ra phân phối tại những cái lỗ này. Đây ha. Vào cái vân này ha. Nó vào bên trong cái khoang này rồi, được chưa? Khoang qua khoang bên này rồi, xung quanh này. Nó sẽ chia qua hai cái khoang này ra hai khoang này. Và tiếp tục nó sẽ nâng cái màng da này lên, được chưa? Đây, màng da này. Màng da này thì trên này các anh em mình tưởng tượng trên này là cái lò xo nó đi xuống, đúng không? Thì nó thắng cái lực lò xo này. Đây. Hơi nó tiếp tục nó tan lên thì nó nén cái lực lò xo này lên, được chưa? Nén lực lò xo này lên thì bắt đầu là nó sẽ nâng cái màng da này lên. Nâng màng da này lên thì bắt đầu là nó sẽ chui hơi vào trong cái lỗ chính giữa này, được chưa? Đấy, chui vào cái lỗ chính giữa này. Thì các anh em mình hãy quan sát này. Đây, các anh em mình thấy cái đầu lục giót mình đưa qua không? Đấy. Thì có nghĩa là nó sẽ đi ra cái bình hơi đầu tiên, được chưa? Nó ra cái lỗ này. Tiếp tục tương tự cũng như vậy, bên này nó cũng nâng cái màng da này lên ha. Tiếp tục là nó sẽ chui hơi từ buồng bên ngoài này, nó đi vào cái lỗ giữa này và tiếp tục nó đi ra tới cái bình hơi số 2, được chưa? Đấy, rồi sau khi mà nó đã chia ra hai cái bình hơi hai bên này rồi thì tiếp tục là hơi chúng ta nó sẽ tăng lên, tăng cái sốt lên thì bắt đầu là hơi nó sẽ đi vào cái đường này ha. Đây, lỗ này này. Đây, tiếp tục tăng lên thì nó từ cái hơi hồi nãy là từ trên này nó xuống rồi đúng không? Đây. Hơi từ trên này nó đã xuống rồi và tiếp tục nó tăng lên thì nó sẽ bắt đầu nó đi qua cái lỗ bên này. Đây, cái lỗ này có cái lỗ này. Nên mình thấy không? Đây, có lỗ ha. Đấy, hai bên hai lỗ thì nó đi vào đây. Ha, là có nghĩa là hai cái lỗ đó nó sẽ đi lên trên cái mặt trên này. Đây, hai cái lỗ này. Thì nó thắng cái lực lò xo của cái vân một chiều này. Đây, vân một chiều này nó lắp vào hai cái lỗ này. Đấy. Nên mình thấy không? Đó. Được chưa? Nó thắng cái lực lò xo của cái này lên. Thì bắt đầu hơi chúng ta nó sẽ đi vào trong hai cái buồng này ha. Xung quanh này là nó có orin nè. Đấy, tiếp tục là hơi chúng ta là chui ngược đi xuống, được không?
chu ngực đi xuống thì bắt đầu đây nó vào cái buồng khoang này ha, vào khoang này thì bắt đầu nó đi xuống cái khoang này đây ha, đấy, xuống khoang này, từ cái khoang này đấy nó xuống khoang này rồi thì từ khoang này nó bắt đầu nó sẽ đi lòn vào cái cụm của cái van này ha, đây nó đi vào, tiếp tục nó vào như vậy, tương tự như vậy thì nó bắt đầu nó lại đi lên, nó lên cái lỗ này ha, đây cái lỗ ở đây và lỗ bên này đây, thì nó lên buồng xung quanh này ha, buồng xung quanh này bắt đầu nó nén cái lò xo, nó nén cái màng da này lên, nén cái màng da này lên thì nó đẩy tháng cái lực lò xo bên phía trên này lên ha, rồi sau đó là bắt đầu là chui hơi vào bên trong hai cái lỗ này đấy, nó chia ra hai cái bình hơi cho chúng ta, tiếp tục nó chia ra đây, tiếp tục nó chia hơi ra hai cái bình của chúng ta đây. Đây, thấy không? Các anh em mình thấy không, cái lỗ này chui ra cái lỗ này, được chưa? Hơi chúng ta một khi đã tháng cái lực mần lò xo rồi thì nó sẽ chui vào đây và nó sẽ đi ra cái lỗ này, đây, ha, đó và nó chia hơi bình hơi. Thì vì sao mà nó có sự ưu tiên như vậy? Tại vì hệ thống hơi của chúng ta là nó có nhiều cái chức năng, ví dụ như nó ưu tiên hệ thống phanh trước, sau đó nó mới ưu tiên tới tất cả các hệ thống còn lại, ví giống như là hệ thống cupo này, hệ thống ghế này, ha, những cái hệ thống phụ trợ. Vì sao mà nó ưu tiên được thì chính là nó cái lực lò xo này. Lực lò xo này hiện tại các lực lò xo này nó là tương tự như nhau ha, nhưng mà nó có sự khác nhau về cái độ cao của cái con vít bên trong này ha. Con vít này, con vít điều chỉnh mà, con vít lục giót mà hồi nãy lúc đầu mình có nói là các anh em mình đừng bao giờ mà vặn cái con lục giót, những con lục giót này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới lực nén của lò xo, thì dẫn đến tình trạng là chúng ta nếu mà chúng ta điều chỉnh đó thì nó sẽ gây là cái áp suất trong bình hơi nó sẽ không còn chuẩn nữa ha, để nó ưu tiên đấy. Đó là về nguyên lý hoạt động của cái cụm van này. Và bây giờ mình nói về căn bệnh chủ yếu của cái van này chính là cái việc nó rách cái màng da này ha. Khi cái màng da này mà nó rách thì nó sẽ có hiện tượng gì? Nếu mà màng da mà mình rách thì hơi từ bên phía dưới này, đúng không ạ? Từ phía dưới này, cái buồng dưới này nó sẽ đi lên cái màng da này và nó sẽ đi qua cái mạc bên này, được chưa? Qua cái mạc bên này rồi thì nó sẽ đi theo những cái đường rãnh này này. Đường rãnh này. Đó, nó sẽ chạy dao như vậy. Đó, chạy như vậy và nó sẽ thoát ra ngoài môi trường nhờ cái lỗ này. Tại cái lỗ này luôn. Đây, nó sẽ ví dụ như cái lủng màng da này thì hơi nó sẽ thoát qua đây và nó sẽ luồn về đây. Ha, cái lỗ này lỗ thoát này, thoát ra ngoài môi trường này. Đấy, khi các anh em mình thấy mà sờ mà cái xe chúng ta mà xì ra cái lỗ này thì chứng tỏ rằng là cái màng da chúng ta, một trong bốn cái màng da này hoặc là toàn bộ bốn cái này nó đã rách rồi. Tương tự, ví dụ như cái ổ bên này xì thì nó sẽ lòn qua đây. Đấy, nó vào đây. Còn ổ bên này xì ha thì tiếp tục nó lòn qua đây. Đấy, nó chạy như thế này. Đấy, vào qua đây và xì ra ngoài môi trường. Bên này cũng vậy, tương tự ha. Đấy, nó xì ra ngoài môi trường. Và một cái căn bệnh nữa mà các anh em mình thường hay lòm rồi nhưng mà vẫn không hết xì. Tại vì nó xì những cái mặt siêu này ha. Nó xì những cọng siêu này. Đấy, cọng siêu bên dưới này ha. Và nó xì ra ngoài môi trường. Và cọng siêu này nữa. Là bít tông này nó có hai sợi siêu, một sợi siêu ngoài này và một sợi siêu này. Nếu giả sử như mà sợi siêu này nó không kín, sợi siêu chính giữa này không kín ha, thì bắt đầu là nó sẽ xì hơi lên trên cái buồng trên này và tiếp tục là nó sẽ đi qua cái buồng này thôi ha. Và buồng này thì tiếp tục nó sẽ đi chui ra ngoài môi trường nhờ cái lỗ này. Đấy, thì hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em thợ, tất cả các anh em là chủ xe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em cần thì hãy alo với mình ha, 0389898100.